Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức tăng ni, kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự 20 giờ của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online. Hôm nay thứ hai, ngày 8 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 27 tháng 11 năm Quý Mão, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban Tôn giáo Chính phủ thăm chúc Tết Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Bình Phước công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tứ Phương Tăng. Tiền Giang Phật giáo tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Phật sự năm 2023. Hải Phòng Phật giáo huyện Cát Hải cung rước an vị tôn tượng chư Phật chư Bồ Tát. Gia Lai Ban Từ thiện Xã hội và Phân ban Biên giới thành phố Cần Thơ trao quà cho bà con huyện Iarai. Sau đây kính mời chư tôn đức và quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Thưa quý vị, trước thềm Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, sáng nay ngày 22 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 12 tháng Chạp, ông Vũ Hoài Bắc, trưởng ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc Tết chư tôn đức, ban thường trực hội đồng trị sự và văn phòng 2 Trung ương Giáo hội tại Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đi cùng đoàn có bà Trần Thị Minh Nga, phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cùng các thành viên trong đoàn. Tiếp đoàn có trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, ủy viên thường trực hội đồng chứng minh, phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Huệ Chí, Hòa thượng Thích Thiện Thống, đồng phó chủ tịch hội đồng trị sự, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, phó tổng thư ký kiêm chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Danh Lung, ủy viên thư ký hội đồng trị sự cùng chư tôn đức ban thường trực hội đồng trị sự, chư tôn đức văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Tại buổi thăm, ông Vũ Hoài Bắc đã gửi lời vấn an sức khỏe tới chư tôn đức ban thường trực hội đồng trị sự, trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao những thành tựu Phật sự mà giáo hội đạt được. Đó là sự nỗ lực của chư tôn đức tăng ni Phật tử cả nước, đồng thời cũng đóng góp chung cho công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Ông cũng hy vọng trong thời gian tới, giáo hội và chư tôn đức văn phòng 2 Trung ương sẽ có nhiều hoạt động Phật sự, tiếp tục thực hiện tốt chủ đề kỷ cương trách nhiệm, đoàn kết, phát triển mà Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 đã đề ra. Thay mặt ban Tôn giáo Chính phủ, ông Vũ Hoài Bắc gửi lời chúc Tết đến chư vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni Pháp thể Kinh An, tân tâm thường an lạc để lãnh đạo giáo hội đồng hành cùng đất nước phát triển văn minh hiện đại, chúc chư tôn thành tựu mọi công tác Phật sự. Đáp lời, thay mặt trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân, phó pháp chủ hội đồng chứng minh, chủ tịch hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp cùng chư tôn đức ban thường trực hội đồng trị sự bày tỏ niềm vinh hạnh được đón tiếp phái đoàn. Hòa thượng Thích Thiện Thống tri ân ban Tôn giáo Chính phủ trong thời gian qua đã quan tâm ủng hộ các công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng chia sẻ thêm về các thành tựu Phật sự của giáo hội và tăng ni Phật tử đã nỗ lực thực hiện trong năm 2023 và sẽ quyết tâm khắc phục những hạn chế để Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng trang nghiêm. Nhân đầu xuân Giáp Thìn, Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự chúc ông trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cùng các thành viên trong đoàn được nhiều sức khỏe, an vui và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Sáng ngày 21 tháng 1 năm 2024, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Hớn Quản trang nghiêm tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tứ Phương Tăng tại ấp Sa Trạch, xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho Đại đức Thích Tuệ Dũng và Lạc Thành Vườn Thiền Ashoka. Trang nghiêm tham dự của trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức tăng hệ phái Nam Tông Kinh. Về phía ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước có thượng tọa Thích Tĩnh Cường, ủy viên hội đồng trị sự, phó trưởng ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chư tôn đức thường trực ban trị sự tỉnh, chư tôn đức tăng ni Phật tử trong và ngoài tỉnh cùng các cấp chính quyền tham dự. Phát biểu khai mạc, đại đức Thích Nguyên Tú, trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Hớn Quản, trưởng ban tổ chức cho biết, trên lộ trình hành đạo, vị trụ trì đương nhiên gặp không ít chứng duyên thử thách cần phải vượt qua. Với người xuất gia có đầy đủ tâm từ bi và công phu tu tập, thì phi nhân nghĩa chứng duyên khổ nạn là chất liệu tôi luyện thành bản lĩnh tu hành của vị trụ trì, như bùn nhơ là dưỡng chất nuôi lớn hoa sen
tỏa hương tinh khiết, ơm ngát cho đời. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Bổ Hòa, Phó Thị Ký, Chánh Văn Phòng Ban Trị Sự Tỉnh đọc quyết định bổ nhiệm chủ trì do Thượng Tọa Thích Đức Thiện, Trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã ứng ký, và đó chính thức quyết định cho Đại Đức Thích Huệ Dũng làm trụ trì chùa Tứ Phương Tăng. Thượng Tọa Thích Tỉnh Cường đã thay mặt Ban Trị Sự Tỉnh trao quyết định cho Đại Đức Tân trụ trì, đánh dấu bước ngoặt Hoằng Dương Chánh Pháp đã dùng đất ấn quản nơi đây. Nhân đây, Đại Đức Tân trụ trì cũng tri ân quý lãnh đạo và nguyện tự thân tu học và hướng dẫn đạo tràng Tứ Phương Tăng này sinh hoạt đúng theo hiến chương và đường lối nhà nước, sống tốt đạo đẹp đời, không phụ lòng kỳ vọng của chư tôn đức, các ban ngành chính quyền. Ông Bùi Bình Lợi, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện mong rằng Đại Đức Thích Huệ Dũng với tư cách là một công dân và là một tu sĩ Phật giáo đã được chính thức bổ nhiệm trụ trì chùa để tiếp tục củng cố, phát huy, khắc phục những khó khăn để quản lý hoạt động thật tốt và đạt được những thành tựu trong thời gian tới, hướng dẫn Phật tử theo hiến chương phương châm hành đạo, tạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Đêm nay, những lãng hoa tươi thắm, quà chúc mừng từ chư tôn đức tăng ni Phật tử, các cấp chính quyền, ban trị sự tỉnh, huyện, trong và ngoài tỉnh Bình Phước cũng đã gửi đến thay lời chúc mừng đến Đại Đức Tân trụ trì. Đạo từ tại buổi lễ, Thượng Tọa Thích Tỉnh Cường tán thán những công đức của chư vị trụ trì tiền nhiệm, từ đó gửi lời chỉ đạo dặn dò đến Đại Đức Tân trụ trì sau khi nhận lãnh trách nhiệm phải cố gắng tu học, hướng dẫn đạo tràng Hoằng Dương Chánh Pháp và làm nhiều việc tích đạo đẹp đời. Sau buổi lễ, chư tôn đức đã di chuyển về Dương Thiền Asoka, các bằng khánh thành nhân kỷ niệm 10 năm thành lập. Sáng ngày 20 tháng 1 năm 2024, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì tỉnh xá Ngọc Thạnh, thị trấn Dòng Riềm, huyện Dòng Riềm, tỉnh Kiên Giang đến Đại Đức Thích Giác Minh Tường. Chứng minh buổi lễ có Hòa Thượng Danh Đổng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Hòa Thượng Thích Giác Thạnh, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Dòng Riềng. Thượng Tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Hai Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Thượng Tọa Thích Giác Hoàng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chánh Thư ký Hệ phái Khất sĩ, cùng chư tôn đức tăng ni trụ trì trong và ngoài tỉnh tham dự. Đến tham dự lễ bổ nhiệm trụ trì còn có đại diện lãnh đạo các ban ngành huyện Dòng Riềm. Tại buổi lễ, Đại Đức Thích Minh Thành, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tuyên đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì tỉnh xá Ngọc Thạnh của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Hòa Thượng Danh Đổng trao quyết định và Thượng Tọa Thích Minh Nhẫn trao con dấu đến Đại Đức Thích Giác Minh Tường. Nhân dịp này, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã triển khai quyết định bổ sung nhân sự Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, bổ nhiệm Đại Đức Thích Giác Minh Tường làm Phó Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Cùng đối trước chư tôn đức chứng minh, Đại Đức Thích Giác Minh Tường với tấm lòng chí thành phát nguyện đời đời được gặp Phật Pháp, phụng sự Tam Bảo, nghiêm trì giới luật của Phật, tinh tấn tu hành, Hoằng Dương Chánh Pháp, sống và thực hiện đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam với phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật, hướng dẫn các Phật tử tu học và hành trì đúng chánh pháp, làm đẹp đạo tốt đời. Buổi lễ đã đón nhận những lãng hoa khánh vàng và quà chúc mừng Đại Đức Tân trụ trì. Thượng Tọa Thích Giác Hoàng thay mặt chư tôn đức giáo phẩm hệ phái khất sĩ ban huấn từ, Thượng Tọa mong rằng Đại Đức Tân trụ trì sẽ thực hiện theo những lời đã phát nguyện, làm tròn vai trò và trách nhiệm mà chư tôn đức lãnh đạo đã giao phó. Phát biểu chỉ đạo, Thượng Tọa Thích Minh Nhẫn nhấn mạnh, trụ trì là một sứ mệnh thiêng liêng và là trách nhiệm nặng nề. Thượng Tọa khuyến tấn Đại Đức Tân trụ trì cần thực hiện tốt các quy định của giáo hội, pháp luật nhà nước, phối hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện các công tác an sinh xã hội, xây dựng tinh thần đoàn kết của nội bộ tỉnh xá Ngọc Thạnh, hướng dẫn Phật tử tu học theo chánh pháp. Dịp này, tỉnh xá Ngọc Thạnh đã trao 100 phần quà cho bà con tại địa phương, tổng trị giá 35 triệu đồng. Sáng nay ngày 22 tháng 1 năm 2024, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã tổ chức hội nghị kỳ 3 khóa 10 tổng kết công tác Phật sự năm 2023 và trình phương hướng hoạt động năm 2024. Hội nghị diễn ra tại giảng đường Huệ Đăng, chùa Vĩnh Tràng, thành phố Mỹ Tho.
Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh, hội nghị nhằm mục đích tổng kết đánh giá kết quả Phật sự trong năm 2023 của Phật giáo tỉnh, rút ra kinh nghiệm để công tác Phật sự sắp tới đạt nhiều thành tựu hơn nữa. Tại hội nghị, Chư Tôn Đức cùng đại biểu được xem video tổng kết các hoạt động Phật sự năm 2023 của Phật giáo tỉnh. Qua đó cho thấy, ban trị sự đã cố gắng hoàn thành các tiêu chí mà hội nghị kỳ 1 đã đề ra trong công tác tổ chức cũng như các hoạt động chuyên ngành. Toàn tỉnh hiện có 423 ngôi tự viện, tăng 2 ngôi so với năm 2022, 1.264 tăng ni, tổ chức thành công đại giới đàn Huệ Đăng, đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, Pháp hội Dược Sư, lễ hội Vu Lan Báo Hiếu, khóa An Cư Kiết Hạ, khóa Tu Kiết Đông. Đặc biệt trong công tác ngoại giao, ban trị sự Phật giáo tỉnh tiếp nhiều đoàn tăng thân Phật giáo các nước đến thăm viếng và giao lưu. Các công tác chuyên ngành như giáo dục, hướng dẫn Phật tử, hoằng pháp, văn hóa cũng đạt được nhiều thành tựu mới quan trọng. Các ban ngành khác như nghi lễ, thông tin truyền thông, pháp chế, kiểm soát cũng đã hoàn thành được các mục tiêu đề ra. Thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ, Ban Từ Thiện Xã hội Phật giáo tỉnh đã thực hiện gần 90 tỷ đồng, xây nhà đại đoàn kết, tình nghĩa, tình thương, làm đường, xây cầu, thăm và tặng quà cho các nạn nhân da cam, người khuyết tật, khám bệnh, phát thuốc. Năm 2024, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục chấp hành tốt sự chỉ đạo của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp để tạo nên một tập thể vững mạnh. Thường trực Ban trị sự cũng đã đưa ra một số định hướng cho các ban ngành trực thuộc để phát triển đồng bộ và chất lượng, nhằm ghi nhận những đóng góp của Chư Tôn Đức Tăng Ni cho công tác giáo hội. Thường trực Ban trị sự tỉnh trao tặng bằng công đức cho tập thể và các cá nhân thuộc các ban ngành trực thuộc. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 13 cá nhân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân Chư Tôn Đức đã có những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đại diện lãnh đạo các ban ngành, bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh, Ban trị sự Phật giáo tỉnh nhà đã có những đóng góp thiết thực trong công cuộc xây dựng quê hương, đồng hành cùng chính quyền các cấp thực hiện xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Nhân dịp năm mới sắp đến, kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni nhiều sức khỏe. Rút kết hội nghị, Thượng tọa Thích Quảng Lộc tán dương Chư Tôn Đức Tăng Ni đã nỗ lực hoàn thành công tác Phật sự trong năm 2023. Đó là do sự đoàn kết thống nhất của tập thể và từng thành viên trong tỉnh. Năm 2024, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang sẽ phải hoàn thành việc lập ban quản trị cơ sở tự viện. Ngoài ra, Ban trị sự cũng phải hoàn thành các lễ hội lớn thường niên của Phật giáo. Thượng tọa mong Chư Tôn Đức trong Ban trị sự cùng nhau đoàn kết, tích cực hỗ trợ thực hiện. Dịp này, Thượng tọa Trưởng Ban trị sự cũng có bó hoa tươi thắm tặng đến 15 tăng ni sinh thuộc đơn vị tỉnh Tiền Giang vừa tốt nghiệp cử nhân tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh khóa 15 vừa qua. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp cuối năm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Phú và quận 11 cũng đã tổ chức tổng kết năm 2023, triển khai phương hướng hoạt động cho năm 2024. Chiều ngày 20 tháng 1 năm 2024, tại chùa Hạnh Nguyện, Ban trị sự Phật giáo quận Tân Phú tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2024. Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo thành phố, Trưởng Ban trị sự Phật giáo quận Tân Phú phát biểu khai mạc cho biết, Phật giáo quận Tân Phú dưới sự chỉ đạo của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, sự đoàn kết hòa hợp của Chư Tôn Đức Tăng Ni trong quận cũng như sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo chính quyền quận nhà, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Phú đã thực hiện một cách nghiêm túc các chỉ đạo của giáo hội cấp trên cũng như sự huấn từ của Chư Tôn Đức Giáo phẩm Chứng minh quận. Thăm hỏi, động viên và nhắc nhở tăng ni thực hiện tốt hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thực hiện đúng tinh thần quy chế hoạt động ban tăng sự trung ương đã được Chư Tôn Đức Văn phòng 2 phổ biến, cũng như sống làm việc theo pháp luật của nhà nước hiện hành. Thay mặt ban thư ký, Đại đức Thích Nguyên Thanh, phó ban, chánh thư ký Ban trị sự quận Tân Phú báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2023. Trong năm qua, Phật giáo quận luôn phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ của tăng ni Phật tử quận Tân Phú, đồng thuận và tham gia các phiên họp định kỳ, thực hiện các nghị quyết chương trình Phật sự của giáo hội đã đề ra. Với những thành tựu Phật sự trong nhiều năm, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Phú cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử quận Tân Phú long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, trang nghiêm trọng thể tại chùa Pháp Giới, phường Hiệp Tân.
Trong mùa Phật đản, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận và các từ viện đã phát tâm ủng hộ phát gần 5.000 phần quà trị giá trên 1 tỷ đồng. Đặc biệt là thành tích nổi bật về việc tham gia phong trào từ thiện an sinh xã hội, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và địa phương trên tinh thần ít nước lợi dân của các từ viện thực hiện là hơn 13 tỷ đồng. Năm 2024 tiếp tục tổ chức trang nghiêm các đại lễ hàng năm, phổ biến triển khai nhanh nghị quyết, thông tư, thông báo của giáo hội cấp trên đến các ban trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận và các cơ sở từ viện. Đặc biệt là hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ 7 được Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 thông qua cho phù hợp với luật tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời cụ thể hóa các văn bản thành chương trình hành động cho giáo hội quận, hướng dẫn các tự viện tổ chức các ngày lễ lớn trong năm như Tết Nguyên Đán, Phật Đản, Vu Lan và các lễ hội khác theo văn bản hướng dẫn của giáo hội thành phố. Hướng dẫn chư tôn đức tăng ni nắm rõ pháp lý và các thủ tục hành chánh về tổ chức và các sinh hoạt Phật sự tại cơ sở. Dịp này, Phật giáo quận Tân Phú cũng đã đón nhận nhiều bằng tuyên dương công đức và bằng khen của Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trao đến các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong năm qua. Sáng ngày 20 tháng 1 năm 2024 tại chùa Giác Sanh, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 11 tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2023 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2024. Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban trị sự Phật giáo quận do Đại đức Thích Đức Dũng, Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo quận 11 trình bày. Theo đó, trên địa bàn quận có 36 từ viện, tổng số tăng ni là 176 vị. Toàn quận có 2 điểm an cư tại chỗ. Chùa Giác Sanh có 90 vị tăng, chùa Huê Lâm có 40 vị ni. Hành giả an cư năm 2023 là 130 vị. Các tự viện Bồ Tát mỗi tháng 2 kỳ. Trong năm 2023, Ban trị sự Phật giáo quận cùng tăng ni Phật tử các tự viện, các nhà hảo tâm đã tổ chức nhiều hoạt động công tác từ thiện xã hội như phát quà cho người mù, tặng quà cho bà con khó khăn ăn Tết, quan diễn, trao nhà tình thương, mổ mắt từ thiện, tặng quà cho bà con nghèo. Kết quả hoạt động từ thiện của Phật giáo quận nhà đạt được tổng trị giá trên 57 tỷ đồng. Đại diện lãnh đạo chính quyền quận 11, ông Nguyễn Trần Bình, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11 đã phát biểu ghi nhận sự nỗ lực của chư tôn đức Phật giáo quận, các ban chuyên môn trong năm 2023 với nhiều hoạt động tích cực, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thiện Quý đã tán dương công đức đến tập thể chư tôn đức Ban trị sự Phật giáo quận 11. Trong năm qua, Phật giáo quận đã hoàn thành tốt các kế hoạch Phật sự đã đề ra và đem lại nhiều thành tựu Phật sự tích cực. Thượng tọa cũng mong muốn tập thể Ban trị sự Phật giáo quận 11 cùng nhau đoàn kết, hòa hợp, đồng lòng trong các công tác Phật sự để chung tay đưa Phật giáo quận nhà ngày một phát triển. Sáng ngày 21 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 11 tháng 12 năm Quý Mão, sư cô Thích Nữ Diệu Thanh trụ trì chùa Thiên Sơn, xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cùng môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ quý kỵ lần thứ 54 cố Hòa thượng Thích Chân Pháp, tổ sư khai sơn chùa Thiên Sơn. Buổi lễ dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Phước Thành, ủy viên Hội đồng trị sự, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Thượng tọa Thích Thông Hạnh, ủy viên Hội đồng trị sự, phó ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Đại đức Thích Tuệ Giải, trưởng ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, cùng chư tôn đức tăng ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh tham dự. Tại buổi lễ, chư tôn đức và đạo tràng Phật tử đã thực hiện nghi thức khai kinh bạch Phật cúng ngọ và cung tiến giác linh cố Hòa thượng khai sơn. Trước giác linh đài, chư tôn đức đã thắp hương tưởng niệm, cầu nguyện cố Hòa thượng Thích Chân Pháp cao đăng Phật quốc. Thay mặt môn đồ pháp quyến, sư cô Thích Nữ Diệu Thanh đã bày tỏ lòng tri ân của chúng đệ tử trước công ơn sâu dày của vị tổ ân sư. Cố Hòa thượng Thích Chân Pháp là người có công khai sơn tạo tự Hoằng Hóa Đồ Sanh vào năm 1930. Ngài về đây xây dựng nên một ngôi chùa bằng lá đơn sơ đặt tên là Thiên Sơn Tự, mở phòng thuốc nam hút thuốc cứu người. Công đức của Ngài sáng ngời chiếu rạng bản duyên hóa độ. Ban đạo tự tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Phước Thành đã tán thán tấm lòng hiếu hạnh của môn đồ pháp quyến. Thượng tọa mong rằng chư ni Phật tử chùa Thiên Sơn cố gắng tu tập, xứng đáng là người kế thừa tổ nghiệp, hưng thịnh thiền môn.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, chùa Thiên Sơn tổ chức phát 80 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm gạo và nhu yếu phẩm do sư cô trụ trì vận động công ty Thiên Phú, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Hôm qua, ngày 21 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 11 tháng Chạp năm Quý Mão, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã long trọng tổ chức lễ cung rước và an vị tôn tượng chư Phật, chư Bồ Tát tại chùa Thiên Ứng, xã Trân Châu và chùa Linh Quang, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải. Đồng thời, trao 280 phần quà nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán năm Giáp Thìn với tổng số tiền hơn 180 triệu đồng. Quang Lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Tục Khang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hải Phòng, trụ trì chùa Thiên Ứng cùng đông đảo chư tôn đức ni và nhân dân địa phương. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 21 tháng 1, toàn bộ tôn tượng được thỉnh lên hai xe tải, rước từ cơ sở sản xuất đồ đồng Quang Huy về chùa Linh Quang và chùa Thiên Ứng, huyện Cát Hải. Đoàn rước tập kết tại bến phà Phù Long, huyện Cát Hải với 25 xe ô tô, đi đầu là xe của đoàn múa Lân Sư Rồng, trang trí cửa hoa rực rỡ, tiếp theo là đoàn xe chở hoa sen đại, sau đó đến xe chở tôn tượng chư Phật, chư Bồ Tát, đi sau cùng là đoàn xe chở các Phật tử. Đoàn xe diễu hành qua các tuyến phố chính thuộc trung tâm thị trấn Cát Bà với quãng đường 25 km trước khi chính thức tập kết tại chùa Linh Quang và chùa Thiên Ứng. Phật tử các chùa và nhân dân địa phương rất hoan hỉ, cảm động khi được cung rước tôn tượng chư Phật, Bồ Tát về chùa. Được biết, các tôn tượng được đúc tại chùa Hồng Phúc, phường Bắc Sơn, quận Kiến An vào ngày 18 tháng 11 năm 2023 với tổng số 10 pho tượng chế tác bằng chất liệu đồng đỏ, đến nay đã được hoàn thiện. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cát Hải tổ chức lễ cung rước, an vị các tôn tượng tại chùa Thiên Ứng, xã Trân Châu gồm 3 pho Tam Thế Phật cao 1m3, 1 pho Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cao 2m5, 1 pho Bồ Tát Phổ Hiền cao 1m4, 1 pho Bồ Tát Văn Thù cao 1m4, 2 pho hộ pháp. Còn tại chùa Linh Quang gồm 2 pho hộ pháp cao 2m2, nặng hơn 6 tạ. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới năm Giáp Thìn 2024, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cát Hải đã trao 280 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trong huyện. Mỗi phần quà cho 64 hộ dân bao gồm 10kg gạo cùng một phong bì tiền mặt trị giá 500.000 đồng. Mỗi phần quà cho học sinh gồm một túi quà, một phong bì tiền mặt trị giá 500.000 đồng, tổng số tiền hơn 180 triệu đồng. Buổi tối cùng ngày đã diễn ra lễ trì chú an vị, khai quang tôn tượng chư Phật, chư Bồ Tát, chư hộ pháp tại chùa Linh Quang và chùa Thiên Ứng, cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước phồn vinh, nhân dân an lạc, Phật pháp trường tồn. Trước khi kết thúc buổi lễ, Thượng tọa Thích Tục Khang đã có lời tri ân tới các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã phát tâm tôn tạo tôn tượng chư Phật, chư Bồ Tát cho hai chùa, tri ân các Phật tử, nhân dân địa phương đã hộ trì Phật giáo huyện Cát Hải trong thời gian vừa qua, đặc biệt là các Phật tử tại thị trấn Cát Bà. Bản tin xin được tiếp tục với các hoạt động kính mừng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo Phật lịch 2567 tại tỉnh Quảng Nam. Sáng ngày 17 tháng 1 năm 2024 nhằm ngày 7 tháng 12 Quý Mão, Ban trị sự Phật giáo huyện Tiên Phước tổ chức ngày lễ Phật thành đạo và khóa tu một ngày an lạc tại văn phòng Ban trị sự Phật giáo huyện, chùa Tiên Kỳ, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Trong nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, Đại Đức Thích Nhật Thanh phát biểu khai mạc nói lên ý nghĩa ngày Đức Phật thành đạo. Qua phần nghi lễ, chư tôn đức niêm hương bạch Phật, tụng sám Phật thành đạo, kinh tiểu sử Đức Phật, niệm Phật kinh hành và quá đường. Thời khóa buổi chiều, hội chúng tiếp tục thời khóa tu học, đạo tràng được đón nhận thời pháp thoại của Đại Đức Thích Minh Thông, chánh văn phòng trường Phật học Quảng Nam thuyết giảng với chủ đề Đức Phật thành đạo. Đại Đức đã chỉ ra con đường tu học cho mọi người, hướng đến tương lai tìm ra chân lý giác ngộ, hiện tại mang lợi ích cho xã hội, gia đình. Buổi chiều cùng ngày, Ban trị sự Phật giáo huyện Tiên Phước cũng đã tổ chức cuộc họp nhằm triển khai các công tác Phật sự năm 2024. Tối ngày 17 tháng 1 năm 2024 nhằm ngày mùng 7 tháng 12 Quý Mão, chùa Hưng Quang, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành trang nghiêm tổ chức đêm hoa đăng cúng dường lễ Phật thành đạo. Tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng chứng minh Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Đại Đức Thích Quảng Thông, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Phó chánh văn phòng Ban trị sự cùng đông đảo Phật tử tín đồ.
phát biểu khai mạc, Đại Đức Thích Quảng Thông chia sẻ ý nghĩa ngày Phật thành đạo, nêu cao công hạnh của Đức Phật, nhắc nhở mọi người noi theo hạnh Phật. Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Thành nhấn mạnh, nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, đem từ bi trí tuệ thắp sáng thế gian, xua tan đi bóng tối vô minh đau khổ, là bổn phận của tất cả những người con Phật, đồng thời là công đức cúng dường ý nghĩa dịp kỷ niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo. Tại buổi lễ, Chư Tôn Đức Liên Hương Bạch Phật, tụng kinh sám Phật và trao truyền ngọn nến đến các Phật tử với ý nghĩa lan tỏa hạnh nguyện của Đức Phật đến mọi người, dâng lòng thành kính đến Đức Thế Tôn. Trong không khí trang nghiêm, đạo tràng được Đại Đức Thích Quảng Thông hướng dẫn kinh hành niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, xưng tán hồng danh, đảnh lễ hành trạng cuộc đời Đức Phật. Xin được chuyển sang các hoạt động từ thiện. Sáng ngày 20 tháng 1 năm 2024, nhằm ngày 10 tháng Chạp năm Quý Mão, Đoàn Ban Từ Thiện Xã Hội và Phân Ban Ni Giới Phật Giáo thành phố Cần Thơ đã đến trao 500 phần quà cho đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình khó khăn, người bệnh phong tại làng Tang và làng Lân, huyện La Rai, tỉnh Gia Lai. Phái đoàn do Ni trưởng Thích Nữ Diệu Ngộ cố vấn Phân Ban Ni Giới Trung ương, chứng minh Phân Ban Ni Giới Phật Giáo thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn. Tháp tùng có sư cô Thích Nữ Từ Tâm, ủy viên Ban trị sự Phó Ban Từ thiện Xã hội Phật Giáo thành phố Cần Thơ. Đại Đức Thích Giác Liêm, trưởng Ban trị sự huyện Yarai, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Lai Yarai Gia Lai, Chư Tôn Bức Ni và quý Phật tử Mạnh Thường Quân. Tại các điểm trao quà, Ni trưởng Thích Nữ Diệu Ngộ đã gửi lời thăm hỏi động viên đến đồng bào còn khó khăn. Ni trưởng cho biết, những món quà tuy không lớn nhưng phần nào đó đóng góp tinh thần san sẻ cho người dân nơi đây có được một cái Tết ấm no, an lành, hạnh phúc. Tại đây, Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử Mạnh Thường Quân trong đoàn đã trao tận tay người dân 500 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, bao gồm gạo mì, mền, quần áo, phong bì, tiền mặt và một số nhu yếu phẩm khác, tổng chi phí cho chuyến thiện nguyện trên 500 triệu đồng. Được biết, vừa qua, Ban Từ thiện Xã hội và Phân Ban Ni Giới Phật Giáo thành phố Cần Thơ đã trao 1.600 phần quà đến đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng kinh phí 1 tỷ 100 triệu đồng. Để đồng hành chung tay cùng hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn, sáng ngày 20 tháng 1 năm 2024, tại Trung tâm Văn hóa Tượng Phật Niết Bàn, Tổ Định Hội Khánh, phường Phúc Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Ban Từ thiện Xã hội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Bình Dương tổ chức chương trình chợ không đồng dành cho 1.000 bà con Phật tử địa phương. Chính mình tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Ni sư Thích Nữ An Liên, Trưởng ban Từ thiện Xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương và lãnh đạo chính quyền, các cơ quan ban ngành của tỉnh và thành phố Thủ Dầu Một. Phát biểu khai mạc phiên chợ, Hòa thượng Thích Huệ Thông cho biết, phiên chợ Tết không đồng là hoạt động đầy ý nghĩa và cần được nhân rộng hơn nữa, có thể giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn nhận được những món quà ấm áp khi những ngày Tết Giáp Thìn năm 2024 sắp đến. Nhân đây, Hòa thượng cũng gửi lời chúc đến bà con có một mùa xuân an lạc. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã biểu dương việc tổ chức phiên chợ không đồng, qua đó thể hiện sự tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, góp phần chia sẻ những khó khăn vất vả với người dân nơi đây, cũng như đông đầy tình yêu thương mỗi khi Tết đến xuân về, tạo nên sự lan tỏa tích cực trong xã hội. Tại chương trình, 1.000 bà con Phật tử đã được phát phiếu tham gia phiên chợ không đồng với 38 gian hàng khác nhau, mỗi phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng và một phiếu khám bệnh miễn phí của Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương. Tổng kinh phí chương trình là 1 tỷ đồng. Bà con tham gia phiên chợ được nhận những mặt hàng phục vụ Tết Nguyên Đán như bánh tráng, dầu ăn, gạo, mì gói, trứng, nước tương, các loại bánh, bột canh, bột ngọt, muối, đường, nước mắm, nước ngọt và một số nhu yếu phẩm khác. Còn tại tỉnh Kiên Giang, sáng qua ngày 21 tháng 1 nhằm ngày 11 tháng 12 năm Quý Mão, chùa Phước Linh, huyện Vĩnh Thuận phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ quận 11 thành phố Hồ Chí Minh và nhóm thiện nguyện kết nối yêu thương tổ chức khám bệnh và trao quà cho bà con khó khăn tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận. Tham dự có Đại Đức Thích Huệ Như, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Thuận, trụ trì chùa Phước Linh, ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Gái Nhỏ, trưởng đoàn thiện nguyện Trái tim yêu thương,
cùng bà con địa phương tham dự. Về phía chính quyền có ông Phan Quang Đáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng chính quyền địa phương sở tại tham dự. Mở đầu buổi lễ, ông Nguyễn Lương Tâm chia sẻ, Xuân Giáp Thìn 2024 sắp đến nhằm mục đích khám bệnh cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vĩnh Thuận, giúp cho bà con có sức khỏe nhiều hơn để đón một mùa Tết đầy hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Với chủ đề chương trình là kết nối yêu thương, chùa Phước Linh đã kết hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ và nhóm thiện nguyện kết nối yêu thương để triển khai nhiều công tác như khám bệnh, cấp phát thuốc 600 lượt hoàn toàn miễn phí và trao tặng 600 phần quà đến với bà con ở địa phương. Mỗi phần quà gồm gạo mì và nhu yếu phẩm, tổng giá trị chuyến từ thiện lần này là trên 150 triệu đồng. Cuối chương trình mời quý vị đến với phần dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Thời sự hôm nay của kênh thông tin tổng hợp Phật sự online xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý vị. Để góp phần lan tỏa những hoạt động Phật sự, mời quý vị gửi bài cộng tác về địa chỉ email thoisubso@gmail.com. Kính chúc Chư Tôn Đức và quý vị thân tâm an lạc, Phật sự viên thành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.